Lý Nhã Kỳ nói gì trước tin đồn bị bắt? Dư luận đang xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ đã bị bắt được lan truyền trên mạng xã hội. Sáng ngày 26 tháng 10, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin Lý Nhã Kỳ đã bị bắt. Theo đó, tài khoản mạng nói trên còn viết, theo một nguồn tin đáng tin cậy, cô Lý Nhã Kỳ đã bị bắt. Điều đáng chú ý là trong cuộc vây bắt này đã xảy ra nổ súng. Dòng nội dung thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận trái chiều về thông tin được chủ Facebook đăng lên. Trưa ngày 26 tháng 10, diễn viên Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ lại trên trang cá nhân bài viết từ tài khoản trên. Nữ diễn viên cũng phủ nhận chuyện mình bị bắt. Lý Nhã Kỳ viết, chị gì ơi, chị lấy tin ở đâu mà tôi đọc tôi hú hồn quá. Cần tin gì thì lấy luôn chỗ tôi cho chính xác. Ngay sau đó, bài viết ở tài khoản Facebook nêu trên đã bị xóa nhưng Lý Nhã Kỳ đã kịp chụp lại. Hiện dòng chia sẻ của Lý Nhã Kỳ đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trước một số bình luận của cộng đồng mạng cho rằng nữ diễn viên nên làm mạnh tay với những nguồn tin sai lệch, gây phương hại, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, Lý Nhã Kỳ nói, có lẽ nên như vậy. Trao đổi trên báo Người Lao Động, Lý Nhã Kỳ xác nhận cô đã viết trên trang cá nhân những dòng phản bác về tin đồn bị bắt. Theo Lý Nhã Kỳ, vì đây chỉ là tin đồn do một tài khoản mạng xã hội Facebook đăng chứ không phải báo chính thống nên cô không cần phải bác bỏ, đúng chính kiểu thông cáo báo chí. Theo báo Công Thương, Lý Nhã Kỳ chia sẻ cô đã nhận lời mời đến Doha, Qatar để tham dự sự kiện thời trang quốc tế và đấu giá từ thiện MRG. Sự kiện được tổ chức bởi Fashion for Life, một tổ chức từ thiện nổi tiếng thế giới được siêu mẫu quốc tế Naomi Campbell sáng lập. Theo giấy mời, sự kiện diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 10. Đây cũng là cách Lý Nhã Kỳ ngầm thông báo cho người hâm mộ rằng cô vẫn dự lịch trình ở nước ngoài chứ không bị bắt, như lời đồn. Đây không phải lần đầu tiên Lý Nhã Kỳ dính tin đồn thất thiệt. Chị từng nhiều lần bị đồn nhạy cảm như bị bắt, rửa tiền cho đại gia, làm đào. Nữ diễn viên từng bày tỏ rằng những người đẹp luôn khó được mọi người thừa nhận thành công tự thân. Về đời tư, Lý Nhã Kỳ thường bị đồn tình ái. Thời đóng phim, chị luôn luôn dính tin đồn yêu bạn diễn. Hiện tại khi không hoạt động showbiz nhiều, Lý Nhã Kỳ vẫn thường xuyên bị đồn cặp kè trai trẻ như Song Luân, Hồ Quang Hiếu. Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982, tên thật Trần Thị Thanh Nhàn là doanh nhân, diễn viên kim nhà sản xuất phim. Người đẹp từng tham gia các phim Kiều Nữ và Đại Gia, Tình Yêu Còn Mãi, Mùa Hè Lạnh, Kẻ Thứ Ba. Trong đó, cô được biết nhiều đến qua vai Diễm Kiều trong phim truyền hình Kiều Nữ và Đại Gia. Lý Nhã Kỳ cũng từng là đại sứ du lịch Việt nhiệm kỳ 2011-2012. Gần đây nhất, vào tháng 5, cô gây chú ý khi dự sự kiện liên hoan phim quốc tế Cannes 2022 tại Pháp.